Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Khanh lại đi giao chiếc xe lăn điện ở trong khu Góp Thủ Đức. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy ở trong khu Góp Thủ Đức. Một trong những cái khu rất là đẹp, cây xanh rất là nhiều. Cái xe lăn điện hôm nay Khanh giao là xe lăn điện leo cầu thang. Thì xe lăn điện leo cầu thang đó là một cái giải pháp cho người sử dụng tại Việt Nam. Nhà phố, nhà chung cư không có thang máy và không thể nào lắp thang máy. Tại sao mà Khanh nhấn mạnh cái chữ không có thang máy và không có thể nào lắp thang máy? Bởi vì là cái thời trước khi mà mình thiết kế và xây dựng một căn nhà thì không ai nghĩ đến câu chuyện là về già cần phải sử dụng xe lăn điện, về già cần phải có một cái thang máy. Và cấu trúc nhà của mình thì khi mà ở lâu ngày, người lớn tuổi không muốn thay đổi đó. Thì giải pháp xe lăn điện là giải pháp dành cho những gia đình không có thể nào lắp được thang máy để đưa người già lớn tuổi xuống tầng 1, tầng 2 xuống tầng trệt để họ có thể hóng mát, để họ có thể thay đổi một cái không khí cho nó thoải mái. Thì xe lăn điện leo cầu thang nó sẽ có yêu cầu tối thiểu cái thang của mình bề ngang là 0.9m, có nghĩa là 90cm là tối thiểu để có thể là xoay đầu. Và nếu trong quá trình cái thang của mình có một cái góc gãy, tức là cái góc cua, thì cái góc cua đó, cái chiếu nghỉ của góc cua phải là chiếu nghỉ vuông phẳng, không được chiếu nghỉ xéo. Và cầu thang của mình là phải là cầu thang vuông, vuông góc, không được cầu thang uốn cong uốn lượn. Đó là những cái yêu cầu để có thể sử dụng cái xe lăn điện leo cầu thang. Thì qua cái video này thì Khanh mong muốn chia sẻ với nhà mình là những cái tiêu chí để mình có thể, nếu trong gia đình mình đang xây nhà, đang sửa nhà mà không có thể lắp được thang máy, thì đây là những cái yêu cầu của xe lăn điện leo cầu thang đó. Mình có thể chọn lựa một cái gọi là vị trí thang, một cái cách thiết kế thang nó phù hợp nhất. Rồi, Khanh cũng đã đến cái khu villa của khách rồi. Đây, khu villa cũng không phải cao tầng đâu, chỉ có một tầng thôi. Dạ, nhưng mà cần phải yêu cầu cái xe lăn điện leo cầu thang, tại vì ở đây không có lắp thang máy. Dạ rồi, ai là sẽ là người sử dụng xe ạ? Người sử dụng xe cho em tới. Dạ, dạ rồi. Bây giờ anh nói anh đi từ đây luôn đi cho nó. Ok, cái xe bây giờ em sẽ bây giờ anh tưởng tượng nha, một già 93 tuổi, đi không nổi, nặng 90kg. Rồi, cái xe này nó có thể chịu được cái cân nặng lên đến 150kg, thành ra là 90kg thì hoàn toàn bình thường. Rồi, bây giờ em sẽ demo đi xuống cho nhà mình coi nha. Thì nếu mà có một người ngồi lên thì đầu tiên á là mình phải làm cho cái bánh xe ở phía sau này. Đây, bánh xe phía sau này nó chạm xuống đất. Nó chạm xuống đất và nó sẽ tự bò xuống. Đó là mấu chốt cuối cùng để có thể điều khiển cái chiếc xe này. Rồi, anh thử. Rồi bây giờ em sẽ thao tác cho mình nha. Em xin lỗi. Bây giờ khi mà trước khi mình cho nó ngã xuống á thì mình sẽ bấm cho nó chạy trước. Đây. Nó chạy trước nè. Nó chạy. Đây, nhà mình thấy không? Nó chạy không nè. Đó. Thì hồi nãy em có nói á là làm sao cho cái bánh xe này nó ăn xuống dưới thì nó mới bấm và nó đi xuống được. Rồi, thì khi mà vừa bấm chạy không nè, hơi nghiêng nè. Đó, thì đây anh thấy nó dở hỏng cái bánh xe lên chưa? Đó, nó chạy xuống nè. Đó, thì cái mấu chốt là nó sẽ tự cân bằng và anh chỉ việc đè cái xe này xuống thôi. Rồi, đó, ôi là tới đây rồi. Dạ, khoảng cỡ này rồi. Trong điều khiển cái chiếc xe lăn điện thì anh điều khiển cái khoảng này vừa phải,
khi mà anh nhìn thấy nó hơi ngã ngửa, nhưng thực chất lần đầu tiên thì mình sẽ có cảm giác sợ, nhưng khi mà quen rồi thì nó hoàn toàn bình thường. Nếu mà anh mở cái khoảng này ra quá rộng thì anh sẽ bị ghì cái xe lại. Còn nếu mà anh mở cái khoảng này quá hẹp thì cái người ngồi nó bị ngã ngửa là sao? Thành ra là mình sẽ tạo làm sao một cái góc khoảng 45 độ nó vừa ôm với cái cầu thang của mình thôi. Thì cái người ngồi không bị chồm ra trước, không bị nhào ra trước á. Và anh cũng không cần phải giữ lực quá nhiều. Và cái này anh chỉ điều khiển một tay thôi là tự động nó chạy xuống. Rồi, bây giờ để điều khiển cái xe lăn điện. Bây giờ em mời anh ngồi lên. Quay. Em quay em gửi cho. Dạ. Cái này gửi được AirDrop không? À, cái đó không gửi được AirDrop. À, em phải về cắt tại xong em mới gửi cho mình. Ồ, vậy nhanh mà để phải coi. À, nếu vậy thì em nhờ anh phải chuẩn bị trên cho mình một cái điện thoại trước. Quay đi. Dạ, không cần phải thắt dây đai đâu. À, nếu mà em đang tưởng tượng. À, ok. Đây là 93 tuổi. Phải tình dục mà để một không biết cũng thắt. Rồi, bây giờ ở trên cái màn hình này nè, ở trên cái tay nắm nè, nó sẽ có nút lên và nút xuống. Thì mình chỉ cần nhớ giúp giùm em là khi nào chạy lên bấm nút lên và khi nào chạy xuống bấm nút xuống thôi. Rồi, cái này là nút bung ra, cái này là nút xếp vô. Đây nè, em bấm bung ra nè. Đó. Em bấm xếp vô nè. Và mỗi lần bấm thì nó sẽ không vô liền mà nó sẽ có một cái khoảng giữ. Cái khoảng giữ đó để tránh trường hợp mà mình bấm sai. Những cái thiết kế trên cái xe lăn điện là nó sẽ có những cái thiết kế an toàn. Rồi, à, bây giờ anh nói là góc 45 độ tầm này thôi hả? Dạ, khoảng cỡ này thôi. Hôm qua cũng bối rối lắm luôn á. Sẽ bị nhào ra trước. Nếu mà mình để góc to quá đó thì mình sẽ bị nhào ra trước. Hôm qua mấy ông không biết tăng, tôi mới chỉ nó, mấy ông tăng lên đấy. Hôm qua cái này nó dạ, không phải, cái này không quan trọng. Cái này không quan trọng, mà quan trọng là cái gốc để cho cái xe lăn nó đi lên mà cái người nó tự động cân bằng, anh có thể buông tay ra mà cái xe nó không trượt xuống. Wow, hay à? Đúng rồi. Nó thiết kế gì mà buông tay không trượt xuống hả? Đúng rồi. Và rồi, bây giờ khi mà có người ngồi lên rồi thì bây giờ mình bấm mình để cái tay ngay cái nút mà đi lên này, ngay cái tay nút lên bấm luôn. Rồi, bắt đầu ngã ngửa ra, cái chân phải chịu kìa. Đây nè, nếu mà mình chưa quen á, nè cái khoảng đó. Chỉ cho anh luôn đây. À, đặt này, đây này anh ngã thế nào đó, ở khoảng gì nè, lát gì anh buông tay nha, để quay luôn, buông tay không buông xuống, nhắm ngồi không buông tay, áo cũng đang ngồi từ chưa, buông tay không buông xuống. Thì khi mà mình ngã là sao như vậy nè, thì mình ngã để không có cái người già họ hay sợ, họ hay sợ. Rồi, đó, nghiêng gì này, đó, đúng rồi, rồi này chạy ngược lại này, rồi bắt đầu, này, em bấm này, đây, thấy không? Em làm rất là nhẹ nhàng, à, đó, để cho hai ông này cũng gần cũng bè luôn. Đó, thì khi mà lên đây nè, đó, nó tự lên. Cho bánh xe lên hết luôn nha chị. Đó. Giờ mình thấy không ạ? Bây giờ xoay sao? Bây giờ. Rồi, thì bây giờ xoay như thế nào đó, thì ở ngay chỗ này. Đó, mình phải xoay. Ở đâu vậy? Không thấy được. À, ngày kia đó phải là để mình cầm cái tay sang này đẩy nó lắc nó rồi gọi là lắc nè lắc đó lắc thôi mượn qua mình gồng qua mấy ông thấy gồng này đây là lắc nè nè đó thì để cho nó dễ mình nên đi hơi xéo qua đây thì khi mình lên làm sao gồng đúng rồi đi hơi xéo qua đây đó rồi bắt đầu tới đây mình đứng như này đạp cái chân vào đó. Còn nếu mà sát quá tại vì ở đây cái cầu thang này của mình á đang bị cái dốc nó đang bị cái dốc bậc đầu tiên nó bị cao thành ra là mình sẽ đưa cái xe lăn điện ra hơi xa một tí để mình có thế
lên nè, đó, kéo từ từ lên. Đây em một tay chỉ có đè nó xuống thôi, nhưng mà buông ra có còn không? Buông ra nó sẽ, nếu mà anh muốn không lật anh thì cho nó xẹp xuống một tí nữa thì nó sẽ tự động giữ. Buông ra để nằm xuống dưới mà. Đúng rồi. Sao thấy sao Mỹ Tý? Bình thường, đi bình thường. Anh chưa ngồi anh sợ, nhưng mà anh lên ngồi rồi thì anh không có sợ. Rồi xuống đi cho em thử ngồi đây. Là nãy giờ anh ngồi anh sợ. Lên đầu thì sẽ có sợ. Cái tâm tư ông già chính với tụi anh nè. Đây nè, đó quan trọng là mình khi mà mình thao tác. Anh nhẹ nhàng thôi, anh đừng có gạt á. Nó nhẹ nhàng. Và em đang đứng ở đây thì khi mà ngã ngửa ra em hơi bị mất thăng bằng tại do cái thiết kế của cầu thang này. Cầu thang này thành ra là khi mà ngã ngửa ra nó có hai cách. Một là ngã ngửa ra anh bước lên một bước, còn cách thứ hai, tại vì khi mà ngã ngửa ra là cái bánh xe này nó đã chạm xuống dưới rồi, nó không bị trượt, nó chạm bằng, nó giữ bằng cái bánh răng rồi nè, đó, nó không bị trượt. Còn cách thứ hai là khi mà ngã ngửa ra thì phải bấm cho nó chạy ra trước. Chạy ra, bấm xuống á thì nó sẽ chạy ra trượt ra một tí. Nếu không thì anh phải rút ngược ra. Rồi. Bây giờ ngã ngửa ra. Rồi, bấm tiếp. Anh lên thao tác đi. Từ từ. Khi mà em đi các cái bậc cầu thang á thì nè, em đứng ở đây thì nó có vẻ là nó sẽ bị chế, nó bị gọi là nó không đúng tầm để ngã ngửa ra. Mình ra nhớ bước lên bước. Đó, mình hơi nghiêng qua. Rồi, khi mà hơi nghiêng qua chạy qua. Xuống nó dễ hơn lên hả anh? Đúng.
lần. Kêu là do cái sàn gỗ. Sàn gỗ đó. Đó, xuống còn dễ hơn lên. Rồi, tới đây thì thả từ từ nhẹ xuống. Đó, thì người già sẽ không bị sợ. Rồi, xuống tới đây nè. Đó, đạp cái chân giữ lại, kéo từ từ nhẹ xuống vậy nè. Rồi, bắt đầu tới đây. Mình sẽ xoay cái chiếc xe vuông góc lại. Đó, rồi, bắt đầu mình đi xuống. Bây giờ đi xuống thì cũng vậy luôn. Mình lấy cái chân nè, mình đạp cho cái chiếc xe lăn điện nó ngã để nó bám bánh xe xe sau. Đấy, rồi, ngã và bám. Và mình bấm nút. Dạ, hơi xéo một tí. Tại do mình đi xéo đó cô. Nếu mà không sao đúng không? Không, vẫn đi được cô. Là do nãy mình đi xéo á. Rồi, ok, xuống tới đây. Còn cô muốn đi cho nó bằng là cô phải để cái xe nó bằng. Đi xéo thì lâu ngày cái bánh xe nó sẽ giãn không đều. Dạ. Chứ vẫn đi được cô, chứ không đi không được. Rồi, đó, xuống vậy nè. Ok, em xin lỗi. Cái này là hơi sốc nè. Cái này là hơi mạnh tay là hơi sốc nè. Rồi, ok. Bây giờ tới đây, tại sao mà em muốn nó đi hơi xéo một tí để tới chỗ này em không quay được. Còn nếu mà mình đi sát mép bên đây thì tới chỗ này mình quay cũng được. Rồi, mình phải xào lại. Rồi, đây, xoay. Rồi, ok. Đó, mình đạp ngã ra một ngã tí. Cho cái bánh xe ngã ra. Rồi, thấy nhưng mà ngã ra rồi, nó bám cái bánh xe rồi. Là cho nó chạy luôn. Rồi, cho nó chạy. Rồi tới đây cũng đạp chữ buông ra từ từ thì cái người già sẽ không bị hận. Thì bây giờ em đã làm xong cái mẫu rồi thì hai anh Hương nói gì đó sẽ điều khiển cái chiếc xe không người trước để cho mình quen cái thao tác rồi mới ngồi người lên. Rồi bây giờ anh nào điều khiển thì thấy chứ. Rồi em sẽ đứng cái bên em hướng dẫn lại cho anh nha. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ sẽ lật này đi đây nè, xong rồi này tới đây mình, không bây giờ xong thay ngồi phải bây giờ thay ngồi lên này đây bây giờ mở vô này bây giờ mở vô xong rồi cái chân đó thật ra thì để như vậy để luôn cũng được, không cần phải xếp lại. Rồi ok, hơi ngã tại vì do anh ngã thì nó hiện tại là nó nhẹ là do không có người ngồi lên á. Dạ. Rồi cỡ này rồi bắt đầu anh thấy cái bánh xe này nó bám xuống chưa? Chưa, hơi ngã xuống một tí đó, thì như vậy nó sẽ trụ bớt giùm anh. Rồi xuống luôn, okay. Xuống luôn, bấm lên luôn, lên luôn. Đúng rồi, đó đúng rồi. Đúng rồi, đó nó chạy qua luôn. Rồi bắt đầu dở từ từ lên, đúng rồi. Rồi nhớ đạp nha. Ok, rồi bắt đầu hạ từ từ xuống. Nếu trong quá trình đó thì anh có thể là nếu mà mình quen mình đứng một chân mà một chân mình đạp vào cái phần pin á để cho chiếc xe nó dở lên từ từ
Rồi, bắt đầu tới đây. Anh xoay cầm cái đuôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Ok, khoảng này thôi, đừng có vô quá. Và em khuyên anh với cái bậc thang của nhà mình, anh nên bước lên một bước nữa và anh đạp để cho nó giữ, để cho nó đừng có trượt. Dạ, tại vì nếu mà đạp cái này đúng không? Đạp cái này hả? Dạ không ạ. À, đây em thao tác cho. Đây, chỗ này nè. Hồi nãy em nói khoảng này để anh dễ đúng không? À. Thì nè. Tại vì cái chỗ này nè, nó đang còn nằm ở cái bánh xe. Cái bánh xe thì nếu mà anh không đạp á, cái nó cứ trượt. Dạ. Thì cái việc mà mình đạp và ngã để cho cái bánh răng này nó ăn xuống đất. Và lúc đó anh sẽ điều khiển dễ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Rồi anh ăn rồi. Rồi. Đó. Cô quay trước không thấy bạn cứ tập thôi. Rồi. Đúng rồi. Là anh tự cho nó chạy lên thôi. Đúng rồi đó. Nó có một cái điểm nha. Nó bị mất thế cái khúc mà tại vì cái bậc này nó cao lắm. Không phải mất thế là do anh bước hụt chân. Cái cầu thang của mình thành ra hồi nãy em mới nói á, là anh phải bước lên một bước và anh đạp thì nó sẽ không mất thế. Được ạ. Thì đây em làm cái. Rồi. Đó. Rồi tới đây mình xoay tiếp. Xoay qua. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Khoảng cỡ này. Rồi bắt đầu anh bước lên. Rồi, ok. Đó. Rồi cỡ này vừa rồi. Anh sẽ cho nó ngã xuống một tí nữa đi. Tại vì cái này anh không nghĩ được đâu. Có người ngồi lên anh không nghĩ được. Rồi đúng rồi đó. Đúng rồi, chính xác. Rồi, bắt đầu dễ lên nữa. Bấm cho nó chạy luôn anh. Bấm cho nó chạy luôn đến khi nào mà nó quay tự do rồi. Lên luôn. Đúng rồi. Ok, rồi hạ xuống. Ok, rồi. Bây giờ xoay tiếp. Rồi, để xa ra một tí anh mới có lực để kéo. Rồi, ok. Đó, đúng rồi. Rồi, nghiêng như vậy rồi anh bấm cho nó trượt. Xác chưa luôn. Đúng rồi. Anh chỉ có nhiệm vụ là đè nó xuống. Lúc mà đi lên đó mình sẽ đè nó xuống. Còn lúc mà đi xuống mình sẽ giữ lại hai cái lực khác nhau. Rồi, anh thấy bánh xe phía trước nó qua là anh có thể dỡ lên bình thường. Đó, đúng rồi, chính xác. À, em hỏi thăm lúc nãy á, em đừng nghĩ anh có sợ. Không, lúc mà xuống thì mới sợ. Lúc mà nó cái này nó không có bám được như này. À, tức là anh xuống thì khi mà nó không bám á sẽ bị trượt một hai răng á. Không, nó bị hỏng. Hơi hỏng đúng không? Dạ. Nhưng mà nó đã vô được hai cái nước một hang thì nó mới chặt được. Đúng rồi. Đó là lý do tại sao mà em nói với anh phải xuống thẳng và lên thẳng. Xuống thẳng và lên thẳng thì cái người ngồi sẽ không bị cảm giác hỏng. Mình thấy bận hả? Không. Để em xuống được thôi. Rồi, bây giờ anh xuống lại giúp giùm em nha. Rồi, cái này anh thả cái tay xuống luôn đi. Rồi, ok. Xuống rồi. Rồi, bắt đầu xuống. Thì đó, đúng rồi. Rồi, nó bám rồi đó. Anh thấy nó bám rồi đó. Rồi, tự cho nó chạy thôi. Đúng rồi. Anh cho nó hạ xuống một tí nữa. Đó, đúng rồi. À, anh có đè nó xuống. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Chính xác luôn. Rồi, anh nhìn bên một bên. Rồi, dừng lại. Đó, dở lên. Đúng rồi. Đó, rồi bắt đầu mình xoay lại. Cái chiếu nghỉ ở đây mình có một cái lợi thế là nó vuông và nó rộng. Một số nhà chiếu nghỉ nhỏ xíu quá. Thì đây là cái cầu thang rất là phù hợp để sử dụng xe lăn điện. Cái góc nó cũng không có bị nghiêng lắm, nhưng mà cái cầu thang này là cái bước chân nó đã bị cao.
đó, đúng rồi đó, anh xuống là em thấy tuyệt vời hơn rồi đó. Đúng rồi. Tại vì một số khách hàng của em á, là người lớn tuổi cũng chín mấy tuổi mà cũng phải nặng 100, mấy cô lớn tuổi nằm không có di chuyển được á, thì có cân nặng rất là cao. Thì đi lên đi xuống, từ lúc có xe làm việc đi lên xuống ngày tới 3 lần. Đó. Và cái chuyện đó chuyện đơn giản quá ha, đi tí. Xong anh biết số qua số em biết rồi. Anh cứ thao tác đi, thao tác đến khi nào dùng nghĩa em về. Cái nhà mình có lợi thế là cái chiếu nghỉ đó rồi. Đây là chiếu nghỉ vuông nè. Chiếu nghỉ vuông. Một số nhà làm nó cái chiếu nghỉ bị cắt kéo là buồn, họ có xài được sao? Cho dù chiếu nghỉ rộng cũng vô luôn. Đó, rồi, ok, rồi dựng lên. Tới chỗ này anh nhớ lưu ý giùm em, khi mà cái bánh xe nó anh nhìn nghiêng qua một bên á, anh thấy cái bánh xe nó bám xuống rồi thì anh dừng luôn để mình dỡ lên từ từ. Tại vì khi mà anh bị đẩy qua sát thì cái chỗ này nè, tại do nãy giờ anh em mình xếp nó lên, nhưng mà cái chỗ này nó hơi rộng thì để cho cái chân người ngồi thoải mái thì nó sẽ rộng, nhưng mà đổi lại thì khi mà anh để sát anh sẽ xoay nó dướng vô lại. Rồi bây giờ anh xoay tiếp đó, đúng rồi, xoay đó, mình có thể đảo đó, đúng rồi. Rồi đó, vừa nghiêng là bấm được rồi, để nghiêng là nó bám chạy luôn. Mình có thể kết hợp cái thao tác. Đúng rồi. Thì đi xuống anh chỉ cần nhấn nó xuống thôi. Nhấn đó là mình cân bằng được rồi. Rồi, ok tới đó. Rồi, đúng rồi. Thì khi mà có người ngồi lên anh sẽ không bị trật. Có cân này anh sẽ không bị trật. Đó, thì ở đây thì có thể đẩy ra ngoài. Kêu người đấy xuống. Người đấy. Rồi, xuống ngồi đi. Thôi dạ, em đứng ngồi, em kéo mình trước đi. Rồi, bây giờ một trong hai anh lên đi, em sẽ hướng dẫn cho mình cách điều khiển. Không, không cần mang đâu. Trời ơi, mình trẻ không à. Ok, rồi, em sẽ hướng dẫn anh nha. Khi mà người càng mạnh thì anh để cái chiếc xe nó càng xa, anh sẽ dễ nghỉ hơn. Không, tại vì muốn làm cho nó nhìn nhuyễn. Dạ, rồi, bây giờ nè, cái khoảng này nó còn hơi xa một tí, anh đẩy xích tới một tí. Tại vì khi mà đẩy xích tới một tí, rồi, cỡ thì vừa rồi, bắt đầu anh đạp. Đúng rồi, nghiêng từ từ, đó, cái này. Nè, anh sẽ bị hụt chân. Anh nè, rồi, anh nên làm lại. Anh nên làm lại. Đây em hướng dẫn anh nha. Rồi em đứng gì đúng rồi đó. Tại do cái bước chân của cầu thang này nó bị to. Rồi đúng rồi đó. Đúng chính xác à. Rồi chính xác rồi, bắt đầu. Đúng rồi. Anh bị hụt cái dạng gì? Anh bị hụt chân. À mình thao tác chưa được thuần chỗ này. Rồi bắt đầu anh cho nó ngã vô vị trí. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bắt đầu anh bấm lên. Đúng rồi, anh chỉ cần đè xuống rồi. Đó, đè xuống rồi. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Đó. Rồi, bây giờ anh nhìn thấy, bắt đầu dễ lên. Rồi, đúng rồi, ok. Đừng để gần quá. Dừng chân nha, tí, dừng chân. Rồi, ok, bắt đầu anh đạp. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đó. Anh đang bị mình thao tác nó quá rồi. Anh phải cho nó ngã. Ngã trước, rồi mới. Rồi, đúng rồi. Lúc đó anh sẽ không chịu lực. Buồn hơn ngày hôm qua đúng không? Tức là mình biết thế, rồi bắt đầu dỡ lên, cao lên từ từ, rồi ok,
thứ nhất là mình có đã thành công thì anh để quá gần đó thì sẽ bị giống như trường hợp lúc nãy. Rồi, ok rồi, ngã ra đúng rồi, anh cho mình quen đúng rồi, anh làm đúng rồi đó, rồi đúng rồi đúng rồi, anh làm như vậy thì mình sẽ không chịu lực nhiều. Quen rồi khỏi gài luôn. Rồi, bây giờ trước khi đi xuống anh phải đạp cho nó ngã ra một cái góc 45 độ. Đúng rồi, đó, để cho bánh xe phía dưới bám. Rồi, coi chừng cái cọng dây. Không sao. Rồi, ok. Rồi. Ồ, đúng rồi, anh cho hạ xuống nữa. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Đó, thì khi mà xuống như vậy nó vừa bám hai bậc luôn. Nó vừa bám hai cái bậc thang luôn. Đó. Anh chỉ có đè xuống thôi. Rồi anh nhìn nha, nhìn bên học. Rồi ok dừng lại. Rồi dở lên. Đó. Đúng rồi, bắt đầu đánh. Đó, quẹo quá. Đúng rồi. Quẹo quá. Phải đứng thẳng phía sau đó. Rồi đúng rồi đó. Ảnh là kỹ năng lái xe. Cái này là rồi ok. Rồi bắt đầu anh đè xuống. Đè luôn anh. Xuống dốc thật ra nó dễ hơn lên. Nhắm mắt lại mà cảm nhận đi. Đó, xuống anh không có dùng lực nhiều. Anh chỉ có đè xuống đó. Đè nhẹ thôi, còn cái lên đó mình mới dùng lực nhiều. Rồi dừng lại. Anh thấy cái bánh xe mà nó bám xuống là được. Anh dở lên là lúc đó anh xoay được. Xoay. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, anh xoay làm sao cho bánh xe nó nằm trong giới hạn thôi. Đó, xoay thẳng lên, xoay thẳng lên. Hơi sáng ạ. Hơi dừng, hơi xoay. Đâu có sao đâu cô. Trời ơi. Mốt nhà đi. Ra lúc xuống rất là dễ và rất là nhẹ nhàng, nhẹ hơn lúc lên nhiều. Còn đây là lúc lên nhân viên ngồi. Rồi, ok thì anh không tâm lý nó còn nhẹ nhàng, nó còn ngang ngồi. Dễ lên. Tâm lý thế nào? Rồi, đúng rồi anh. Đó, không xoay tiếp. Xoay tiếp. Mới đầu anh sợ chứ quen rồi. Có của em là nhà em xuống mấy bận. Tốt. Rồi. Đi tới hồi điểm anh nhớ là lúc mà mình di chuyển á, lúc mà mình di chuyển để có kinh nghiệm mà
mà xoay nó có nội xào nhiều lần á thì anh đẩy hơi xích ra một tí quẹo vòng thì nó sẽ lấy ra cái vòng to hơn. Rồi bây giờ xuống tiếp đi. Cầu thang nhà mình là cầu thang dễ đi và cái chiếu nghỉ to dễ xoay, còn cầu thang nhà khách em là chiếu nghỉ nhỏ. Khanh mới vừa bàn giao xong xe lăn điện leo cầu thang về khu góp ở Thủ Đức thì mong rằng cái chiếc xe này sẽ giúp cho người nhà sử dụng một cách dễ dàng. Thì Khanh đã hướng dẫn tận nơi và chia sẻ những cái mẹo để cho mình có thể lái chiếc xe lăn điện này một cách dễ dàng. Thì mong rằng qua cái video này là một thông điệp của Khanh gửi đến cho tất cả quý anh chị. Nếu mà mình có xây cầu thang thì hãy làm một cầu thang có chiếu nghỉ vuông và tối thiểu là 0.9 để mình có thể sử dụng xe lăn điện cho người già trong trường hợp mình không lắp được những cái thang máy. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị. Nếu quý anh chị hỏi về chương trình mua xe lăn điện leo cầu thang, mua xe lăn di chuyển ngoài đường thì có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình để bên Khanh sẽ tư vấn theo nhu cầu. Chứ mỗi chiếc xe lăn sẽ có một công năng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình khác nhau. Và giá xe lăn thì nó sẽ theo thời điểm, tức là theo tỷ giá đô nè, theo chi phí vận chuyển nè. Thành ra Khanh sẽ không để cái chi phí mua xe trên màn hình. Quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp, bên Khanh sẽ tư vấn theo nhu cầu của nhà mình trước, rồi bên Khanh sẽ báo giá cái chiếc xe đó cho mình theo thời điểm mình mua nha. Cảm ơn quý anh chị, xin chào và xin hẹn gặp lại. Và lưu ý, tất cả những xe lăn của Khanh mua, gia đình mua tại chỗ Khanh thì luôn luôn có hàng sẵn để thay thế các linh kiện. Mình cần chi tiết nào Khanh có thể gửi ngay cho mình trong ngày. Mình đó là một cái giải pháp để cho mình có thể sử dụng những thiết bị điện mà không phải lo lắng về cái việc phụ tùng chi phí về sau. Cảm ơn tất cả quý anh chị. Bye bye.